Quay đi. Dừng nhá. Mình cứ ghim mắt ở đây, nhưng mà sau này khi mà cái mắt này nó lên mầm rồi mình sẽ cắt phẳng đây. Những cái cành này vẫn để lá là để cho nó quang hợp. Thế sau khi mà nó cái mầm mắt này mà mầm ghép này mà nó sống nó liền thịt ý, là mình sẽ cắt trụi ở hết để cho nó bật lọc. Tụi nón vào đi, nắng lắm. Oh.
nó sợ không?